Ok, xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Tổng Rồng Mới Invest trong phiên dịch ngày thứ ba, 27 tháng 12. À, một phiên mà có thể nói rằng là uh, gần như là phủ định lại hết cái phiên giảm ngày hôm qua, đúng không các anh chị? Thì hôm qua các anh chị chúng ta cũng đã thấy là à, thị trường ta giảm rất là mạnh và rất là nhiều mã cổ phiếu nằm sai. Nhưng mà với cái thanh khoản như em có phân tích trong video ngày hôm qua, nó tương đối là thấp, đúng không? Nó tương đối là thấp. Thì phiên ngày hôm nay với cái việc mà những cái thanh khoản nó thấp như vậy thì cái việc mà trong một cái phiên mà nó giảm ở một cái biên độ mở ra nó lớn, đúng không? Nhưng mà kèm cái thanh khoản là thấp. Thì sao? Cái việc mà phục hồi và kéo lên ngược trở lại nó cũng sẽ diễn ra một cách rất là nhanh chóng và nó cũng rất là dễ dàng với cùng, có thể là cùng một cái lượng thanh khoản đó thôi. Ở hôm qua thì các anh chị chúng ta thấy là oh, mọi người sẽ thi nhau bán tháo, bán đuổi, đúng không ạ? Nhưng mà chỉ trong một cái khoảnh khắc đó thôi nó khiến cho các anh chị chúng ta Uh, sẽ như nào à? à rất là hoang mang và thậm chí là nếu mà các chị ta thấy là có những mà cổ phiếu đó nằm sàn cứng ví dụ như chẳng hạn như hôm qua tuấn bảo là tuấn bắt nam kim này giá sàn này đó, tại vì đâu có ai nghĩ được rằng là à uh, dám mua nam kim hay là dám mua những mà cổ phiếu nằm sàn trong phiên ngày hôm qua đâu mà thấy rồi đó là thường là đại đa số các chị nhà đầu tư là gì à chúng ta chạy trốn chúng ta chạy thoát khỏi thị trường này và chúng ta sợ là gì ạ à? uh, sợ là, 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 là sẽ giảm sâu hơn đúng không đấy nhưng mà sao thị trường chứng khoán nó hay ở chỗ đó các anh chị à, nó hay ở chỗ đó bởi vì sao khi mà nó ép các anh chị chúng ta ra rồi ấy rồi hôm nay thì nó lại như thế nào nó kéo lại tăng trần như chưa hề có gì mà nó xảy ra cả thì tuấn cũng có nói luôn với các anh chị nhà đầu tư ấy. đây này à, hôm qua thì đánh sàn hàng loạt hôm nay thì lại đánh trần như chưa có gì xảy ra mấy ai mà dám mua trong phiên hôm qua đâu mọi người đúng không ạ À, nhưng sẽ có rất là nhiều nhà đầu tư hôm nay là sao à, canh đua giá xanh hoặc là đua giá tím à, cái nó nó có một cái sự nghịch lý rất là, là 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 khó hiểu và khó rất là khó giải thích trên thị trường chứng khoán là vậy mọi người đấy đúng không ạ à? chắc chắn với các anh chị chúng ta luôn là hôm nay cũng sẽ có một cái lượng nhà đầu tư như nào à đua giá xanh đua giá tím hoặc thậm chí là hôm qua vừa mới bán giá sàn xong hôm nay mua lại giá xanh hoặc là mua lại giá tím điều đó là hết sức là bình thường trên thị trường chứng khoán các anh chị đó, để cho biết được rằng là cái gì à cái tính chất đầu cơ cũng như là cái gì à, Cái 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 uh, nói chung là cái sự uh, lật mặt của cho trên của 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 cổ phiếu và cũng như là thị trường chứng khoán ở Việt Nam mình nó 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 rất là 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 kinh khủng. Mà nếu mà các anh chị chúng ta không quản trị đúng rủi ro cần thiết vào đúng cái thời điểm, đúng không ạ? Thì nó sẽ ép các anh chị chúng ta bán ra trong những cái thời điểm giờ à hoảng loạn nhất. Và rồi nó sẽ Uh, làm mất đi những cái niềm tin của các anh chị chúng ta ngay lập tức khi mà bây giờ à có những cái sự phục hồi lại đấy hiểu không ạ à? cho nên là tuấn cũng nói với một tiếp này khi nào cần quản trị gia nhục mục thì mình phải cần quản trị như nào à, à kịp thời không bị xây vào cái sóng phô mô tăng giá của cổ phiếu còn khi nhiều nhà đầu tư họ hoảng loạn thì mình vào mình nhấp miếng nhanh rồi mình nhả ra đó đúng không ạ nói chứ cái điểm mua hôm qua mình mua vào hàng nk nam kim này hàng về t cộng sẽ kịp chứ hôm nay những nhà đầu tư họ mua vào có khi lại không đủ t cộng Đấy, hoặc là ngày mốt hàng về thì có như là à có thể là sẽ lỗ Đấy, nên là tham minh nhịp này là sẽ phải là kỹ này và đòi hỏi là phân tích kỹ thuật là nó phải là đạt ở cái mức gọi là cao nên là các anh chị chúng ta sẽ thấy là cần có gì à? à, phải có một cái chiến lược và có cái tín hiệu là follow theo tuấn để mà tuấn như nào à à tốn kịp thời tốn tư vấn cho các anh chị chúng ta đấy chắc chắn là hôm nay là mua đuổi hoặc là mua 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 xanh giá xanh ngày hôm nay chắc chắn là không hợp lý rồi đấy nếu là kiểm soát tâm lý tốt thì sẽ hạn chế những cái sai sót trong cái vấn đề đầu tư các anh chị ha đấy à, rồi chúng ta sẽ quay trở lại với thị trường chung này thì có phải là thông qua tuấn cũng có phân tích cho mọi người nghe lại gì à? à có phải là cái phiên ngày hôm qua nó đục thủng mất cái gì à cái có phải là cái gì cái cái, cái đường trendline này đúng không ạ à? thì ở những cái thời điểm mà trước đó Tuấn cũng đã từng có nói với mọi mọi người rằng là cái 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 đường chân lai này đúng không? Đấy, mọi người sẽ thấy ở đây. Trước đó nó cũng có một cái đường chân lai ở những cái thời điểm mà Tuấn nói đây này. Có phải là khi mà nó đục thủng những cái đường chân lai ở đây này, mọi người thấy đúng không? Khi mà nó đục thủng những cái đường chân lai ở đây là ngay lập tức nó sẽ như nào? À nó quay trở lại ngay đúng không? Nó sẽ quay trở lại ngay. Thì hy vọng rằng nha, cái trạng thái này của thị trường của chúng ta ở thời điểm hiện tại Tuấn hy vọng rằng là nó sẽ giống với gì à? à nó sẽ giống với cái giai đoạn này đấy, nó sẽ giống với giai đoạn này thế thì việc mà can chị chúng ta có thể kỳ vọng hoặc là có sẽ là như nào à tiếp tục chờ đợi được đấy, ở đây có hai trạng thái những anh chị nào mà ưa những cái sự rủi ro cao nên là gì à đấy, sẽ đạt được những cái mức sinh lời cao thì có thể là đã bắt trong những cái phiên ngày hôm qua rồi đấy như nào à thế thì với cái việc mà khi nào can chị chúng ta là Uh, có một cái sự an toàn để mà chúng ta mua trở lại thì đó chính là những cái điểm mà cân bằng đó chính là những cái điểm mà uh, an toàn để các anh chị chúng ta giải ngân trở lại cũng giống như cái giai đoạn trước đúng không ạ cũng giống như cái giai đoạn trước tuấn có nói là tại sao các anh chị chúng ta cứ mạnh dạng chúng ta mua vào và chúng ta sẽ thấy được rằng là thị trường nó đã tạo đẩy quanh cái ngưỡng ở vùng 980 à, 880 900 rồi đúng không ạ đây đó là cái đây là cái lý do các anh chị khi mà có những cái phim mà stopping volume mà nó nổ lớn lên như thế này này các anh chị mà thấy à mà kéo một cái mức gọi là cực kỳ là lớn luôn mọi người thấy là đầu phiên nó cũng uh, lúc này là đầu phiên nó giảm đâu đó khoảng tầm là uh, bao nhiêu nhỉ 910 mà về lại 8 ra yeah, 8 uh, 880 lần hay là 30 điểm mà cuối cùng thì nó lại kéo như thế nào à, à kéo ngược lên lại thêm 20 điểm nữa là các anh chị chúng ta thấy là cái 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 sự gì à, à kéo là 30 điểm luôn là thấy nè à, chỉ trong một phim mà cái biên độ nó cực kỳ là lớn như thế này là biết là như nào mà dòng tiền nó hấp thụ và nó đẩy giá lên ngược trở lại là kinh khủng kinh khủng khiếp đấy mọi người thấy đúng không ạ thế thì cái việc mà nó nổ volume như thế này là một cái yếu tố cực kỳ là tích cực trong một cái gì à, thị trường đang à, đi đi xuống và đào trên nó thể hiện gì đầu phiên là những cái thể hiện những cái gì à? à cái lực bán ra cực kỳ là hoảng loạn của các anh chị nhà đầu tư nhưng rồi sau đó là gì à, à đã được hấp thụ hết và kéo ngược lên trở lại và đóng cửa cao nhất phiên gần như cao nhất phiên đấy thì đây các anh chị chúng ta sẽ thấy là nó đi lên và nó quay về nó test lại một cái rồi sau đó nó sẽ như nào à, à tiếp tục bứt phá đi lên các anh chị mà thấy không ạ à? thì cũng tương tự giống như cái thời điểm này trong một cái quá trình mà nó sau khi một cái quá trình mà nó đè giá ở đây nó đã có khoảng tầm là mà đây là cái nhịp thứ ba của cái việc đè giá thì đây là cái nhịp thứ nhất này đấy hồi lên này nhịp thứ hai này hồi lên lại đựng xíu này đây là cái nhịp số 3 này thì nó có thể nó đi ngang chỗ này các anh chị ha nó có thể nó đi ngang chỗ này nó quay về nó té lại nếu như mà các anh chị chúng ta sẽ quan sát chú ý cái chỗ này đặc biệt là chú ý cái chỗ này giúp em mọi người vẫn nhớ là cái cây mình bùng nổ theo đà của mình là ngày 28 tháng 11 và chúng ta vẫn chưa thủng mất cái cây này à chúng ta vẫn chưa thủng mất cái ngưỡng ở vùng là 980 là cái cái cây nến mà bắt đầu cho cái à cái sự bùng nổ của thị trường chúng ta thì đây vẫn là một cái à, à tín hiệu tích cực cho thị trường chúng ta tức là nó chưa có gì à, à gãy mất hoàn toàn hoặc là cái dòng tiền lớn nó chưa hoàn toàn là nó thoát ra các anh chị chúng ta lưu ý như vậy bởi vì sao à nếu muốn cần mà đánh lên này là những cái lúc giữa này này dòng tiền đổ vào rất là lớn dòng tiền đổ vào rất là lớn nó mới đánh lên được tốt như vậy đúng không ạ thế thì khi mà như nào khi mà nó điều chỉnh và nó giảm giảm giá và nó đè giá ngược trở lại để mà hấp thụ lại những cái lượng cung mà phô mô một cách một cách nhanh chóng trong cái giai đoạn vừa rồi á thì nó sẽ cần một cái khoảng thời gian rủ nó lâu hơn Đấy, và nó sẽ như nào à, gây ra những cái sự chán nản nhiều hơn cho các anh chị nhà đầu tư đúng không ạ rồi ở đây nó sẽ có hai cái 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 điều cần lưu ý cho các anh chị nhà đầu tư à đối với lại các anh chị nhà đầu tư nào mà bán trong phiên ngày mai chắc chắn các anh chị chúng ta đang rất là tiếc hụi hụi rồi đúng không ạ đấy, nhưng mà không sao thay vì là các anh chị chúng ta sai sai ở một điểm mà mà hôm nay các anh chị chúng ta không bán được thì các anh chị chúng ta cũng đừng nên mua lại ngay khi mà trong phiên ngày hôm nay hoặc là những cái phiên sắp tới hoặc là một hai phiên sắp tới ha mà chúng ta sẽ cần phải có gì à, à cần phải có sự xác nhận trở lại của cái việc tạo đáy hoặc là cái việc mà xác nhận đáy ở quanh cái ngưỡng ở vùng 900 mới uh, 985 này gì đấy chúng ta đang cho là cái vùng uh, vùng uh, một 980 985 này là đây là một cái đáy ngắn hạn tiếp theo của thị trường chúng ta được chưa đó thì nó sẽ giống như cái giai đoạn này. Kéo lên phục hồi và sau đó quay về test lại. À, thì ngày mai chắc chắn là phải hưởng ứng theo cái gì À cái sự mà uh, FOMO hoặc là tăng giá kéo giá trong ngày hôm nay nó sẽ nó tăng lên một chút xíu. À, nhưng mà tăng lên chắc chắn sẽ gặp lại ngưỡng kháng cự ngay lập tức ở quanh cái ngưỡng vùng gì? à quanh ngưỡng vùng 1010 cho tới vùng 1020 hoặc là 30 ở trên đây. Chắc chắn là nó sẽ có điều chỉnh Mà mai nó có thể nó mở gấp up lên rồi như nào à nó cũng sẽ sớm điều chỉnh lại trong phiên đó thế nên rằng là em mới nói cái với các anh chị nhà đầu tư rằng thế nên rằng em mới nói với các anh chị nhà tư là gì à, à gì à? à? nếu như mà hôm nay các anh chị chúng ta mua có khi lại không đủ tay cộng nó là như vậy hoặc là ngày mai mua thì càng không đủ tay cộng nữa nha nên là các anh chị chúng ta chú ý đấy mua là phải có thời điểm chứ không phải là bà đâu mua đó rồi thấy tăng mạnh rồi lại đâm đầu vào mua à như thế là, là 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 chúng ta không có cái chiến lược và chúng ta không có cái sự chuẩn bị cho cái tình huống cũng như là cái kịch bản của thị trường à, như thế là, 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 là rất là dễ toan và cái sai sót của các anh chị chúng ta cái sai số nó càng ngày nó càng à? À, à bị bị lệch mất cái, cái 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 tầm nhìn của mình đi đấy à, thế nên là chúng ta cần phải à, có cái kịch bản ở đâu chúng ta phải đưa ra được những cái chiến lược giao dịch nữa thì lúc đó chúng ta mới có thể là gì à? à chiến thắng được trên thị trường à các anh chị ta lưu ý họ là cung lắm là khi mà đúng thì các anh chị chúng ta à, như thế nào à, kiếm được bao nhiêu nhưng mà khi mà sai các anh chị ta sẽ phải như thế nào à, à hạn chế tối đa những cái khoản thua lỗ của mình ấy à, hoặc là sai ở một cái mức độ chấp nhận được và trong cái mức mà phạm vi các anh chị chúng ta à, <laughs> có thể kiểm soát được thì chúng ta nên cắt bỏ đi đấy được chưa thì ngày mai các anh chị chúng ta sẽ lưu ý rằng với cái việc mà hồi lên ừ, tiếp theo trong phiên sáng ngày mai. Ở, nếu mà là em thì với các cái phiên trước đó mà các anh chị chúng ta chưa cắt thì nó có hồi lên được thêm xíu nào thì các anh chị chúng ta nên. Em thì em vẫn nói với các anh chị rồi là chúng ta vẫn sẽ nên hạ cái tỷ trọng ra. nha ở, Hạ cái tỷ trọng ra bởi vì nó phục hồi vậy. Với cái volume thấp như thế này thì nó cũng chưa nói lên được cái điều gì gọi là tích cực nhiều đâu các anh chị nó chỉ là những cái tạm thời nhất thời thôi nha yeah. như em có nói rồi đó nó sẽ phải cần có những cái sự xác nhận ha nó cần phải có những cái sự xác nhận của dòng tiền quay trở lại lẫn là xác nhận những cái đáy hoặc là những cái mẫu hình nó sẽ diễn ra sắp tới có thể là lên đây quay về test lại nó có thể test hai đáy thậm chí là nó test lại ba đáy ha rồi chúng ta cũng cần phải quan trọng là cái việc mà nó test lại đáy ở đây nó có thành công hay là không nếu như mà thành công thì nó sẽ như nào ạ à? À, phục hồi đi lên lại có cái sự dòng tiền nó quay trở lại là nó đi lên à, test lại thành công ở đây này Đã, liên tục test lại thành công quanh cái ngưỡng vùng 980 985 thì nó mới phục hồi đi lên được còn nếu trong cái trường hợp mà nó cứ quay về nó test lại được lần thứ nhất ok đúng không lần thứ nhất ok này Đấy, rồi phục hồi đi lên nhưng mà phục hồi đi lên thì lại bị bán ngược trở lại với cái khối lượng lớn à, phục hồi lên thì lại bị bán với cái khối lượng lớn rồi xong quay đầu quay đầu test lại không thành công lại thủng mày Đấy, khúc này nó lại thủng và cứ lên rồi nó lại thủng tiếp như thế này thì đây chính là những cái rủi ro và rắc rối rất là lớn đến với lại các anh chị nhà đầu tư nếu mà chúng ta không có cái kế hoạch ha đó là chúng ta sẽ phân biệt ra hai cái trường hợp quay về test lại ha có thể là test lại thậm chí là test lại lần một thì nó thành công nhưng mà quan trọng đây này quan trọng là cái ngưỡng ở đây này quan trọng là cái ngưỡng ở vùng 1020 ở đây này À, khi mà nó có những cái thời điểm mà đánh break lên vượt được cái ngưỡng vùng 1020 á, đó, đó mới là cái gì ạ? À? à? cái thời điểm quan trọng. Ha, đó mới là cái thời điểm quan trọng để mà xác nhận về cái việc mà tăng giá mới của cổ phiếu cũng như của thị trường, cũng giống như cái giai đoạn này. Các anh chị có thấy là khi mà nó test lại này, một nhịp nó test lại thành công này, nó phải có một cái phiên mà đánh break out. Đúng không? Nó phải đánh một cái phiên break out lên với khối lượng lớn, đạt đủ tiêu chí và dòng tiền. Đấy, vượt những cái ngưỡng kháng cự, vượt được những cái đường trendline Thì lúc đó chính là cái lúc mà mới là cái điểm mà an toàn để các anh chị ta mua vào Còn hoặc là sẽ có những cái điểm mà nó mua sớm được Hoặc là sẽ có những cái giờ à cổ phiếu nó sẽ đi trước thị trường Thì lúc đó chúng ta sẽ nhận diện được Đối với lại là những cái pha tăng giá tiếp theo của thị trường nha Chúng ta ở đây là chúng ta sẽ không được vội vàng cái gì cả Đúng không ạ? À? Với cái thanh khoản thấp ở thời điểm hiện tại và những cái dịp cuối năm như thế này và những dịp đầu năm mới như vậy thì chúng ta cần phải cực kỳ vẫn cực kỳ là cẩn trọng với những cái thanh khoản nó thấp như thế này. Đấy, kỳ cung hay là thiếu cầu, nghĩ như thế nào cũng đúng cả. Nhưng mà sao ạ? À? Quan trọng là cái tâm lý của nhà đầu tư khi mà có lực cung bán ra, có liệu rằng là các anh chị chúng ta có bán tháo theo hay là không? Như các anh chị chúng ta cũng đã thấy trong phiên nghiệm qua, mặc dù là cái lực cung bán ra không nhiều, đúng không ạ? Không quá nhiều, nhưng mà sao cổ phiếu vẫn nằm sàn la liệt. À, bởi vì sao ạ? Không có cầu đỡ thì việc mà cung cũng là một ví dụ như lần trước á, thì đạp cỡ à uh, 8 uh, lượng, 8 lượng thì 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 thì, thì uh, có khoảng tầm là hai lượng là là, là đỡ cầu. Uh, có cầu vào đỡ thì nó giảm cũng nằm sàn nhưng mà ít hơn. Nhưng mà bây giờ lại không có cái gì ạ? À? Không có cái lượng cầu mà chỉ cần có 5 lượng của việc lượng cung nó ra Đấy, năm lượng cung mà nó đạp xuống cái mà không có lượng cầu vào thì nó cũng đã đủ sàn rồi đó các anh chị chúng ta phải hiểu cái vấn đề như vậy <laughs> đúng không quan trọng á quan trọng là gì nó cung cầu nó phải gặp nhau và nó như nào à nó hấp thụ lẫn nhau thì nó mới cho thấy là nó sẽ sớm có những cái gì à? có những cái vùng cân bằng trở lại cũng giống như ở đây này các anh chị mới thấy mà nó nổ volume lớn ở đây ở cái vùng mà đáy như vậy á, thì lúc đó mới cho thấy là gì cái lực cầu vào hấp thụ lại một cái lượng cung và nó khi mà lực cầu nó ác cái lượng cung đi thì nó mới kéo được ngược lên trở lại như vậy đúng không ạ đó Đây là các anh chị chúng ta lưu ý ha đấy rồi chúng ta sẽ coi coi là cái thật sự là hiện tại á, là không có cái điểm mua nào mà nó uh, an toàn cho các anh chị chúng ta cả chỉ có những cái điểm mà mua liều và bắt giao rơi mới có thể đem lại lợi nhuận cho các anh chị chúng ta trong cái phiên nghiệm hôm qua thôi mà hôm qua tuấn cũng đã nói rồi đúng không ạ hôm qua tuấn cũng đã nói rồi đúng không à, cái gì nhỉ Ờ à, đây mặc dù mặc dù là biết là nam kim mà nó không có phù hợp với hệ thống này nhưng mà mình vẫn có thể mua thử một ít ở đối với lại nam kim để mà mà mình thấy được là cái việc mà hấp dẫn của cái sự hấp dẫn của cái việc là bắt giao rơi à, mọi người thấy đúng không ạ có ai mà dám qua mua giá sàn hoặc là mua quanh ngưỡng vùng 11.6 đâu. Đúng không? Hôm nay ăn phát là có cây Trần liền. Đấy, thì ngày mai có phải là hàng chiều là mình về rồi. Mà trong khi những nhà đầu tư mà mua trong phiên ngày hôm nay, ngày mốt hàng mới về, chưa chắc gì đã có được ăn đâu hoặc là chỉ cũng lắm chỉ bán hồi vốn. Thì đâu đó tôi nghĩ rằng là với cái việc mà mai á, mai nó đẩy lên xíu nữa. Ờ mai nó đẩy lên cỡ 13 cái là mình canh mình chốt là mình coi như mình ăn được một một khoản cũng tầm bao nhiêu ấy à, hy vọng rằng nói chung là bây giờ là, là đang có 7% trong tay rồi là nó rất là an toàn đúng không ạ à, Đấy, ngày mai nó có thể tiếp cái đà hưng phấn của ngày mai nữa nó đẩy lên giá 13 cái rồi có thể là chiều hàng về nó có thể nó đạp ngược trở lại thậm chí là mình ăn được đúng một cây trần mình cũng cảm thấy mãn nguyện đối với là cái việc đánh ngắn rồi à, rồi nếu như mà sau đó nó lại nó lên nó test nó có thể nó sau đó nó quay về nó retest lại khoảng tầm 11.5 đó rồi nó sẽ set up những cái trận đánh mới thì mình lại quan sát mà đánh sau cái trước mắt là gì ạ à? mình 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 view một cái tầm nhìn là đánh tới cộng thì mình cứ như nào mình có thực hiện theo cái gì à, cái cái chiến lược mà mình đưa ra thôi còn khi mà nó có đủ cái sự xác nhận và có đủ cái độ tích lũy cho lại khi mà đã rũ bỏ thành công mạnh như thế này này đó thì chúng ta sẽ như nào sẽ quan sát ở những cái trận đánh mới không thể nào mà khi mà nó giảm với một cái biên độ mà khoảng tầm là 20-25% như thế này mà nó quay trở lại nó tăng ngay ngược lên trở lại á Ha, hay là Tốn có nói là như cái giống giống như những cái giai đoạn trước đây này, đó thì nó sẽ như nào cần một cái lượng dòng tiền cực kỳ là lớn, đúng không? Mọi người sẽ thấy là dòng tiền nó quay trở lại nó kéo cực kỳ là lớn ở đây này. Lúc đó chúng ta mới như nào à, mới coi được tiếp hoặc là chúng ta sẽ tham gia lại sau, không hề vấn đề gì cả. Còn khi nào mà chúng ta ví dụ như là ở giống cái trường hợp này này, nó đây ha, nó có một cây sàn này à, gần như là, à không chỉ là điều chỉnh giảm thôi. Ê, ví dụ mình bắt ngay cây này thì khi mà t cộng về là mình đủ này. Mọi người thấy không ạ? Khi mà T cộng này là mình đủ này. À, nhưng mà ở đây là tháng 7 thì T3 về mới đủ luôn này. Các anh chị có thấy không? T3 về mới đủ này. T1, T2, T3 về vẫn có ăn này. Đúng không? Nhưng mà khi mà mua trong cái phiên phục hồi ngày hôm sau. Mọi người thấy trong phiên ngày hôm sau đúng không ạ? T1, T2, T3 về. Chỉ có ăn được đâu đó khoảng tầm 1% là cùng. Thậm chí là không bán ra thì buổi chiều là nó có thể nó lỗ. Và tiếp tục giữ nữa thì lại càng lỗ hơn. Đúng không ạ? Đấy, cho nên là cần phải tham minh về T cộng cực kỳ là kỹ và cực kỳ là như nào à. Đòi hỏi một cái phân tích kỹ thuật nó đủ 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 tốt thì mà để mà nhắm để mà có thể ăn được mấy cú như thế này là cực kỳ là khó. Đấy, các anh chị chúng ta lưu ý ha. Rồi chẳng hạn như ở khúc này cũng vậy. Ví dụ như chẳng hạn ở đây các anh chị chúng ta thấy này. Đó, khúc này ở đây này. Ha. Nó có thể nó đạp sâu về thì các anh chị chúng ta thấy là T2 vẫn có ăn. Đúng không? nếu mà nó đạp sâu thêm một miếng nữa thì khi mà mua ở giá những cái giá thấp xuống như thế này này thì chúng ta khi mà hàng về chúng ta vẫn có ăn đấy hoặc là chúng ta mua trong cái phiên này thì hàng về chúng ta vẫn có ăn ở phiên buổi chiều đấy đúng không ạ nhưng mà sao nhưng mà khi mà chúng ta mua ở những cái phiên mà xanh trong những cái phiên phục hồi ở phía sau chưa chắc là anh chị chúng ta có lãi đâu đúng không chưa chắc đâu đấy cho nên là cần phải cẩn trọng ha đó những cái cú như thế này này là những cái cú mà khiến cho các anh chị chúng ta dễ bị vơi thêm một cái lượng tiền nữa đó. Đấy cho nên là cần phải cân nhắc kỹ nha, hàng về một cái đánh tay cộng luôn. Ờ rồi 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 thoát ra tay cộng luôn. Còn nếu mà anh chị nào mà, mà 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 ok ví dụ như đu ở những cái vùng 17 trên đây này thì khi mà xuống cỡ 14.5 mình mình canh mình mua vào một cái cái rồi ngay lập tức ngay vùng 15.5. Ở cái vùng giá cao cao như này mình thoát ra một cái rồi là các anh chị chúng ta thấy là chúng ta sẽ đỡ đi một cái lượng uh, lượng, lượng cách loss nhất định đúng không ạ? Đấy, ha, à, cho nên là các anh chị chúng ta tập trung chú ý, đã bán ra trong những cái phiên vừa rồi thì hoặc là ba trong cái phiên ngày hôm qua rồi thì chớ mà nên mua lại trong các cái phiên tiếp theo, đặc biệt là nhất là có thể là có thể là trong cái tuần này luôn là không nên mua lại mà chúng ta cần phải tĩnh tâm chút xíu, tĩnh tâm lại. À, chúng ta cần phải hoạch định ra cái chiến lược nó phù hợp trở lại một chút xíu điềm tĩnh trở lại, bình tĩnh trở lại sau một cái một cái 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 đoạn mình đang bị cut loss nó bị như nào à? à nó đang ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch của chúng ta, chúng ta cần phải bình tĩnh, tự tin, chở, phục hồi cái cái sự tự tin của mình trở lại. Lúc đó chúng ta mới có thể là nó mới à, vào lại cái form mà mình mình mình, mình giao dịch. Nào. Rồi, đấy, rồi nên là chúng ta sẽ như thế nào mà chưa có vội vàng gì mua lại nha Những ai mà mua ngày hôm nay với mức giá xanh, ví dụ như mua vùng giảm 12 hoặc là mua vùng giá mới trên 12 cái thôi là tuấn thấy là hàng về là có khi là không có lãi đâu đó nên là các anh chị chúng ta lưu ý ha rồi hôm nay vẫn có một số những cái mã cổ phiếu đầu cơ nói chung là tăng rất là tốt chẳng hạn như dòng thép này hay là dòng uh, uh, chứng khoán cũng được kéo rất là mạnh đúng không dòng chứng khoán cũng kéo ngược lại rất là nhanh Đấy, hôm qua sàn thì hôm nay tăng trần Đấy, hcm cũng vậy này mọi người sẽ thấy không mình mình mà thậm chí là mình còn view một cách nó tiêu cực nó sẽ giảm nhưng mà nó phục hồi lên trở lại như thế này đó thì hy vọng rằng nó sẽ test test lại quanh cái đáy này thôi phải không? ví dụ như ở đây nó có một cái đáy ngắn hạn đi chẳng hạn ấy thì chúng ta sẽ coi lại nó sẽ test lại quanh cái ngưỡng của cái vùng thấp nhất ngày ở đây là ngày 19 à, vùng giảm 19.8 ở đây thì như thế nào đó các anh chị chúng ta lưu ý ha cứ đợi cho nó test lại không việc gì mà các anh chị chúng ta ta ta, ta 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 mua vào ở những cái phiên sau hết đó à, kiểu gì nó cũng quay về ví dụ mai nó phục hồi nó lại tiếp thì kiểu gì nó cũng quay về nó phục hồi à còn nếu mà nó không có giảm sâu thì nó lại càng tốt hơn nó chỉ test lại đâu đó khoảng tầm là 20.5 thì sao đó chẳng hạn như là vậy miễn sao lại gì à? chờ nó quay trở về nó test cứ chờ nó quay trở về nó test và nó tạo ra những cái mẫu hình các anh chị ấy rồi chẳng hạn như ai cũng tương tự vậy thôi à ai cũng tương tự vậy cứ nên chờ ấy cứ nên chờ thôi À, ở đây cũng là cái vùng hỗ trợ này có cái gáp này lấp lại gáp xong lại lên này đấy chờ ha nó phục hồi lại được xíu chứ những cái con này là lực lượng cung nó vẫn còn nhiều này thêm thấy là SI những cái con cổ phiếu này thì lượng cung nó còn nhiều này nó sẽ mất khoảng thời gian lâu hơn so với là những mã cổ phiếu khác ở ngay cả SS ở đây nó cũng rất là khỏe tốn đã nói rồi đúng không ạ đấy thì những cái con như SS này thì tốn lại thích hơn này à, nó có thể nó lên đây nha mà nó vẫn giữ được cái biên trên cái ngưỡng vùng 8.3 là cực kỳ là tốt ngày mai nó phục hồi lên lại tiếp đúng không nó chỉ lên đây lên sập sình sập sình trên đây này rồi nó sẽ bước vào một cái pha tăng giá mới nó sẽ chờ theo thị trường chung đấy những cái con này là những cái con cổ phiếu khỏe nha yeah, nên là cái chúng ta chú ý SS luôn đấy VCI VCI cũng giống như hàng uh, NSI thôi cũng chưa có gì nổi bật cả nên là cũng sẽ phải chờ thôi đó nó cùng một form mà cả nhà à, nó cùng một form mà nó phục hồi lại nó lên lại cái được cái 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 uh, cái cái ren ở trên á, à, cái 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 biên ở trên đây này thì chúng ta mới như nào ạ? À? Chờ. Đấy, nói chung là chờ. Không việc gì phải vội, thậm chí nó quay về nó té lại nó mới phục hồi lại tiếp ha. Đó nó như thế này. Đấy, chờ thôi chứ mà đây là những cái phỏng đoán của em nếu mà trong một cái kịch bản nó tốt và nó tích cực mà khi mà thị trường nó quay trở lại nó tăng á, thì còn ok chứ mà không nó quay về nó té lại cái đấy mà nó mà nó thủng mất cái đấy ở cái nhịp mà 22 ở đây hoặc là thủng mất cái giá sàn của ngày hôm qua là thôi là thấy xong rồi đó, nên là các anh chị chúng ta chú ý ha. Đấy, là D cũng vậy này, chờ, nói chung là cũng chờ. Không việc gì phải vội, không việc gì phải vội đối là những cái mặt cổ phiếu như này. Nha. Nó lên này, phục hồi trở lại đúng không? Nhưng mà chắc chắn với mọi người rằng là kiểu gì nó cũng sẽ quay về nó té lại cái đáy thôi. Còn là nó cận cái đáy nó sẽ quay về nó test. Cổ phiếu nào mà không test lại cái đáy uh, thấp nhất thì đó là những cái mặt cổ phiếu mạnh. Ha, mà nó đi ngang ở trên đây này rồi nó phục hồi lên chữ V luôn thì thôi khỏi nói. Đó, nên là các anh chị chúng ta cần phải có cái góc nhìn và cần có gì à? Mình mình phải uh, liên tưởng nhớ đến với lại đối với lại những cái cổ phiếu cũ, à, đối với lại những cái 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 thời điểm trước đó mà cổ phiếu nó đã từng đánh và cái cái tính cách giao dịch của cổ phiếu nó là như thế nào. Ở à, ví dụ chẳng hạn như ở đây nè, ai mọi người sẽ lấy là em sẽ lấy ở đây cho mọi người thấy nha. Ở những cái nhịp mà nó điều chỉnh này, đây ví dụ như chẳng hạn ở đây đi chẳng hạn này, đó những cái nhịp mà nó điều chỉnh này điều chỉnh này phục hồi lên lại này điều chỉnh này lên tới lại đỉnh này điều chỉnh lại thêm một lần nữa này các anh chị có thấy cái lần điều chỉnh sau này nó sẽ không có bằng lại hai cái lần điều chỉnh trước đó đúng không mà cổ phiếu đó phượt lên lại luôn mọi người thấy đúng không đấy thì đây là những cái khúc mà nó nó nó, nó mạnh hơn những cái mã cổ phiếu khác trong cùng nhóm ngành lấy chung là ai đi chẳng hạn này đấy mọi người thấy không ạ phải cùng không tháng mấy giờ tháng bảy đây thấy vậy à thậm chí là SI ở đây nó cũng khỏe này mọi người thấy không này nó vẫn giữ được cái canh đi lên này nó không như thằng như nào ạ không như thằng VRD đúng không chỉnh này nó cao hơn này cái đáy sau nó cao hơn này đấy cao hơn này Đó, nó lên tiếp mọi người thấy đúng không ha à, đấy cho nên là cần phải xem nếu mà nó càng mà không có chỉnh sâu bằng cái đáy trước thì nó lại càng khỏe hơn đấy thôi đấy rồi hay như VCI giai đoạn trước có thể nè ấy cũng tương tự như vậy này thậm chí là nó như nó la 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 đây lên nó chỉnh với một cái biên độ rất là ít nó chỉnh với một biên độ rất là ít so với những cái thằng kia mọi người thấy đúng không ạ à. mọi người dễ hiểu mà mọi người thấy em nói ra như vậy là mọi người có thể hình dung ra được là đối với những cái cổ phiếu mạch là nó sẽ có những cái gì à? những cái, cái 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 hướng vận động cũng như là cái cách nó vận động nó khác so với lại những cái mã cổ phiếu nó yếu à. Đấy đó là cái chúng ta chú ý. Được chưa? Rồi, à, hôm nay bên VN30 thì à, à nhớ, nhớ dòng ngân hàng đi. Dòng ngân hàng thì hôm nay cũng phục hồi một cách nó yếu thôi bởi vì dòng tiền nó không quá là lớn để mà nó kéo được cái nhóm này là tăng trần hay là tăng mạnh được. Đấy, nên là đoạn tới em cũng sẽ hạn chế em đánh dòng ngân hàng trở lại nha. Hạn tới có thể là em sẽ hạn chế em đánh dòng ngân hàng mà thay vào đó là những cái mã cổ phiếu chứng khoán hoặc là dòng thép, hoặc là có thể là dòng bất động sản. Đấy nha yeah, coi bất động sản thì hôm nay bất động sản cũng có tím nhiều mà đích này cũng kéo này đầu phi nó cũng đạp thêm được khoảng tầm 3 đến năm phần trăm gì đó mà cuối phiên nó lại kéo rất là mạnh à, nhưng mà em không recommend đối với lại những mà cổ phiếu này à, bởi vì à, nói chung là nó được hồ nhiều quá nên là cũng hơi rén là cái ví mình cũng không có hợp ấy à, nó thật ra là luôn cái ví mình nó không có hợp với mà những mã này à, nhưng mà đợi xem nói chung là chờ ấy à, mình không có chê ha mình không có chê nhưng mà do là cái ví mình nó không có hợp cái anh chị hay hợp vía mình 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 đánh mình mới mình mới chắc cú hả à. ở đất xanh thì mình thấy ok ở đất xanh thì cũng nên là chờ được coi đất xanh ha rồi hay là long điền à, long điền thì hơi uh, hút này benny quá thì không không dám đụng nam long cũng vậy nam long nhìn khúc này giống bò cung rồi đấy rồi thôi à xéo xéo xeo quên nhỉ Xéo này đấy, à, này biên độ lớn này quánh cho nó sướng à, à nói chung là chờ các anh chị nhé chờ Đấy, hoặc là thậm chí là các anh chị thấy nó gãy mất ở đây này nó quay về nó test lại cái không đây này cái phiên này là cái phiên xác nhận là nó gãy cái đường trên line này các anh chị có thấy không ạ thì khi mà những cái phiên sau nó hồi lên nó chạm lại cái đường trên line này một cái là lập tức nó quay đầu giảm tiếp này đấy nha Rồi nó sẽ tạo ra hình thành một cái trading range mới ở đây này nó cắm cái đầu nó đang cắm cái đầu nó xuống này mọi người thấy không đó cái biên của nó ở đang đây này đang cắm cái đầu nó xuống nè đó nó sẽ lên đây nó chạm một cái là quay đầu nó giảm thôi nên là chờ thêm khi mà nó phá được cái cái gì, à? cái 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 uh, trading range này ha, thì nó sẽ phá. ví dụ như lên đây xuống này, giảm này, nó phá nó tích lũy lại, nó sẽ tạo ra một cái đường uh, trading range mới có thể là nằm ngang ở đây nó tích lũy này, đấy, rồi nó nằm ngang ở đây nó tích lũy này. Đó, thì khi mà nó đánh break được ở đây ha, thì là những cái điểm mua sáng cho cái nhịp tiếp theo của chúng ta, đấy, của cổ phiếu. Đó, đơn giản và dễ hiểu không cái gì? nếu mà không hiểu thì ok thì cứ <laughs> hỏi lại tuấn thì tuấn sẽ sẵn sàng trả lời cho các anh chị chúng ta nhé thì cái số điện thoại tuấn cũng có để ở đây các anh chị ha rồi ok thì uh, chắc cái video ngày hôm nay tuấn cũng xin được phép uh, khép lại tại đây nói nhiều đó thì các anh chị chúng ta cũng đã hiểu cái chiến lược của mình nó là như thế nào rồi đừng có như nào à, à, hạn chế mua vào và đừng có mua một cách gọi là quá vội vàng trong một hai phiên sắp tới đây cũng chỉ là những cái nhịp mà phục hồi chúng ta gọi là nhịp phục hồi kỹ thuật ngắn hạn thôi sau một cái biên nó giảm mở mở điểm nó giảm lớn thì đây là những cái nhịp mà nó phục hồi kỹ thuật thôi à, cũng giống như ở những cái thời điểm gì à? à cũng giống như ở những cái thời điểm mà nó giảm lớn xuống như thế này và nó phục hồi lên trở lại hay là những cái nhịp mà nó giảm lớn như thế này nó phục hồi trở lại các anh chị đó, giảm lớn như thế này, này đó và nó phục hồi trở lại kỹ thuật như thế này à, nên là các anh chị chúng ta lưu ý nhé không có cái gì gọi là quá là đảm bảo ở thời điểm hiện tại với cái thanh khoản thấp như vậy nha Đấy, trước mắt thì các anh chị chúng ta nên ở một cái trạng thái gọi là uh, quản trị rủi ro cho nó an toàn thế thôi Đấy, còn ai liều thì ok cứ tiếp tục mà hành động theo cái uh, chiến lược mà mình đã đặt ra các anh chị nhé còn em thì em vẫn ưu tiên cho các anh chị nhà đầu tư trong rung khách hàng là những cái điểm an toàn giải ngân ở phần phía sau thì chúng ta mới giải ngân mạnh còn ở thời điểm hiện tại á, uh, cái chiến lược của mình là có thể là đánh tới cộng những cái mã cổ phiếu nó À, nó đạt nó đạt ở mức chiếc khấu tốt thì mình tham gia vào đấy chẳng hạn như làm Kim Hoa Sen à rồi ok cảm ơn các anh chị ta một lần nữa đã quan tâm và lắng nghe theo dõi video ngày hôm nay ấy thì hôm qua hơi buồn cả là ít người xem quá mà hôm qua video của em cực kỳ là hay ấy hôm qua em nói cực kỳ là hay nhưng mà ít người xem quá thì thôi hơi xui bởi vì mỗi lần mà giảm là cái lượng view nó nó giảm theo à ừ, buồn vậy đó mọi người à rồi ok, cảm ơn các anh chị chúng ta nha. Hẹn gặp lại các anh chị chúng ta ở những cái video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.